300, 500, 1 triệu, 2 triệu, chỉ là một cái răng khôn mọc thẳng. Vậy giá nhổ răng khôn như thế nào là tốt và giá nhổ răng khôn như thế nào là hợp lý? Rất là khó đúng không ạ? Các bạn sẽ hay comment cho mình một câu rằng là: bác sĩ ơi, răng em mọc thẳng mà, nhưng mà tại sao bạn em nhổ răng có 300, bạn em nhổ răng có 500, bạn kia nhổ răng 1 triệu? Vậy nguyên nhân thật sự đó là gì? Thật sự răng khôn mọc thẳng nhưng mà không phải là răng khôn mọc thẳng thì được gọi là dễ đâu. Nó chỉ là một trong những tiêu chuẩn thôi. Răng khôn mọc thẳng của các bạn thì nó sẽ gồm bao gồm gì? Cái thân răng của nó có to không? Nếu thân răng nhỏ, mức độ lông lay dễ, cắp răng ra dễ hơn thì nó là răng dễ. Nhưng răng mà to, chân răng một 3-4 chân, ngước một cái vùng xương hàm lấy ra rất khó. Bác sĩ sẽ phải cắt chia chân răng ra, thì đó là một trường hợp răng khó hơn rồi. Và chính vì thế mà chi phí mà mình cho cái trường hợp nhổ răng đấy thì sẽ đắt hơn khá là nhiều chứ. Các bạn có công nhận với mình không? Cái yếu tố phụ thuộc nha khoa thì mình không nói, hôm nay mình sẽ chỉ nói đến cái hình dạng răng thôi đúng không? Vậy nên là không phải giá răng mọc thẳng nào nó cũng giống nhau, cũng chẳng phải răng mọc nghiêng nào giá nó cũng giống nhau, mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Nếu các bạn có comment những câu hỏi gì thì mọi người cũng có thể comment phía dưới để cho Tơ Hương trả lời dành cho mình nhé.